sở hữu khối tài sản lên tới 192.000 tỷ, Hát Gơn Trà Sữa trở thành tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc. Ở tuổi 27, có thể nói Hát Gơn Trà Sữa, Trương Trạch Thiên đã trở thành cái đích hướng tới của rất nhiều cô gái. Có nhan sắc, có tài năng, có gia thế, hiện tại là có một gia đình viên mãn bên người chồng giàu có và cô công chúa nhỏ bé bỏng. Đó là tất cả những gì người ta nghĩ đến khi nhắc tới Hát Gơn Trà Sữa, nổi đình nổi đám một thời của Trung Quốc. Bất chấp xì căng đan của chồng, bà mẹ một con, xinh đẹp này chưa bao giờ là một cái tên thiếu sức hút với cư dân mạng cả. Mới đây nhất, người ta lại phải tiếp tục trầm trồ trước thông tin Trương Trạch Thiên, vừa lọt vào top 500 người giàu nhất Trung Quốc. Theo danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc, được tạp chí New Fortune của nước này công bố vào hồi tháng 5 vừa qua, Trương Trạch Thiên cùng chồng là Lưu Cường Đông hiện đang đồng xếp hạng 31 trong số những người giàu có nhất ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Tổng giá trị tài sản của hai vợ chồng là 58,42 tỷ nhân dân tệ, tương đương với gần 200.000 tỷ VND. Đứng đầu danh sách này là tỷ phú Jack Ma, ông chủ tập đoàn Alibaba với tổng giá trị tài sản lên tới 302,14 tỷ nhân dân tệ, khoảng 994.000 tỷ VND. Vị trí thứ hai và thứ ba là chủ tịch tập đoàn Tencent và tập đoàn Evergrande. Bảng xếp hạng này thêm lần nữa khiến cho cái tên Trương Trạch Thiên trở nên nổi như cồn trên khắp các trang mạng. Lọt vào danh sách này, cô cũng được coi là nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất của Trung Quốc hiện tại. Trương Trạch Thiên sinh ngày, ngày 18 tháng 11 năm 1993, tại Nam Kinh. Năm 2009, nhờ một bức ảnh cầm cốc trà sữa, Trương Trạch Thiên bỗng trở thành hát gơn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, với biệt danh cô bé trà sữa. Hình ảnh tạo nên danh sưng hát gơn trà sữa của Trương Trạch Thiên. Năm 2011, Trương Trạch Thiên được nhận vào Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh tiếng bậc nhất Trung Quốc. Sau đó, cô tham gia chương trình chuyển tiếp một năm tại Đại học Banat, Mỹ. Tại đây, cô đã gặp và phát sinh tình cảm với Lưu Cường Đông, sinh ngày ngày 14, tháng 2 năm 1974, CEO của tập đoàn Kinh Đông, đơn vị chủ quản của website mua bán trực tuyến JD.com, đối thủ đáng gờm của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, đơn vị chủ quản của Taobao, com. Năm 2015, cặp đôi tranh lệch 19 tuổi này kết hôn, và đến tháng 3 năm 2016, Họ chào đón cô con gái đầu lòng trong niềm vui hân hoan, cùng những lời chúc phúc của mọi người, nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.